Học có nhớ ba Thích quá ta Hey, xin chào các bạn Xin chào Hôm nay chúng ta lại học ba chữ Hán Đó là chữ Cố Khô Và Cư Thế nhé ba chữ này liên quan đến nhau như thế nào nhỉ? Giống nhau ở đâu các bạn nhìn xem À đây rồi Trong này trong chữ Cố có chữ Cổ này Khô đều có chữ Cổ Cư đều có chữ Cổ Được chưa nào Vậy thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết chữ Hán một Chữ đầu tiên Chữ Cố Cố ở đây là cố định Đấy chưa? Cố định, các bạn nhớ cho mình nhé, cố là cố định Đấy chưa? Đây chúng ta có thể nhìn thấy Hai bộ khuynh Này, bên trong là chữ Cổ Ok, nó đóng vào, được chưa nào? Vậy thì chúng ta tưởng tượng Ở bên trong là một thành cổ Đấy chưa? Còn ở bên ngoài Là những bức tường cố định Đấy chưa nào? Thì chúng ta sẽ nhớ là nhỉ Cố định những bức tường xung quanh Thành cổ Đấy, là chúng ta sẽ nhớ được Ok chưa? Hay xong rồi, rất là đơn giản đúng không? Tiếp theo là chữ khô này, chữ khô. Chúng ta có thể thấy ở bên trái của nó là cái cây, được chưa? Hay ở bên phải là chữ cổ, được chưa? Cổ có nghĩa là gì nhỉ? Đúng rồi, cổ có nghĩa là cũ, đúng không? Hay là dài là già đi, được nào? Thì chúng ta tự ạ. Cây già đi thì sẽ bị héo. Đấy, chữ khô này mang nghĩa là héo. Được chưa? Hay Đấy, cây này già đi này thì sẽ là bị héo phải không nào? Ok. Tiếp theo là, là chữ cư, chữ cư này nhé. Hay thì chúng ta có thể thấy đây là chữ thi. Thi ở đây là thi hài hay là con ma? Được chưa nào? Thi hài hay con ma? Được chưa? Hay. ở bên dưới là chữ cổ, được chưa nào? Hay. các bạn tưởng tượng, đây là một cái nhà cổ. Được chưa? Hay thay thi này. Thi là con ma chúng ta tưởng tượng nó là con ma đi, được chưa? Con ma ở trong một nhà cổ đúng không? chứ cứ đây có nghĩa là cư trú nhá hay là mình có thể nói lại một lần nữa đó là gì nhỉ con ma cư trú trong một cái nhà cổ đấy ok chưa hay xong rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần ôn tập cách nhớ đây tôi sẽ có đây. cây già thì sẽ làm sao Đấy, các bạn tự chọn đi dễ rồi đúng không cây già thì sẽ làm sao hay ok cây già thì sẽ bị héo được chưa hỏi mình viết lại một lần nữa Cây giả Đấy Cây giả đây Được chưa? Thì sẽ bị héo Bây giờ chúng ta sẽ đi vào Cụ thể chi tiết từng chữ án một Phần từ vựng Được chưa? Hay Trong chữ cố này Âm cưng của nó Đúng không? Chúng ta có thể thấy ba chữ ở đây Chữ đầu tiên là katai Katai là cứng bình thường rồi Được chưa nào? Cứng Hay Tiếng đi vào ví dụ Mình sẽ giải thích cụ thể Tiếp theo ở đây chúng ta có thấy từ Katamaru Thì chúng ta sẽ là Ga katamaru Và O katameru không? Hay. cái từ katama này tức là nó sẽ bị cứng đi để chưa nào? Hay. còn cái từ katame này nó mang nghĩa là củng cố cái gì đó, củng cố tinh thần này, hay là củng cố cái suy nghĩ này, để chưa nào? Hay. hay là củng cố phương châm này, Đấy. âm ôn của nó là hòa Cô Đúng không? chúng ta sẽ có những từ sau đây, hay bắt đọc từ được từ này không? hay cột tay này cô tay cô tay là gì đây ừ nhìn đây đây là chữ cố này đây là chữ thẻ này đúng không thì gọi là gì nhỉ chất rắn đấy có nghĩa là chất rắn cô tay tiếp theo đây đúng rồi cô tê sử đúng không cô tê sử cô tê là gì đây hãy cố định đúng không tiếp theo đây các bạn đọc mình cho mình chữ này đọc rồi không ok hô xin katameru đúng không củng cố cái phương châm đúng không? Làm cho nó chắc chắn hơn đấy. Được chưa nào? Đấy, tiếp theo. Chi đúng rồi. Chi ga katamaru. Tức là máu đông lại hay là máu cứng lại. Được chưa Máu đông lại hay máu cứng lại. Đấy, tiếp theo. Atama ga katai. Atama katai là gì nhỉ? Đầu óc gì nhỉ? Cứng nhắc. Được chưa? Anh ấy cứng nhắc lắm. Atama ga katai desu yo. Ok chưa? 固体固体。固定する固定する。方針を固める方針を固める。血が固まる血が固まる。頭が固い頭が固い。方方ですね。はい。枯れる。 Được chưa? Kareru ga kareru. Được chưa? Cái gì đó bị héo, cây héo hay là hoa héo này gì đó, được chưa? Hay e o karasu tức là làm héo. Được chưa nào? Hay các bạn làm sao nhớ được chữ này? để là anh ấy mà, kare, đúng không? Anh ấy thì héo úa, héo mòn đi thầy hay đừng nhớ như thế đúng không? Kare, kare ga kareru. Được chưa? Anh ấy nhìn trông héo úa, héo mòn quá Được chưa nào? Hãy đọc là cô nhá Cô, cô Hãy Chúng ta sẽ có từ này là gì đây? Lá héo thì là gì đây? Kare ha. Kare ha. chưa nào? Tiếp theo. Chữ này là gì nào? Hana đúng không nào? Hana o karasu. À, Làm héo những bông hoa. Được chưa? Làm héo hoa. Tiếp theo. Shigen. Shigen là tài nguyên. Đúng không? Tài nguyên của chúng ta bị làm sao đây? Đấy. Cái từ này trong sách vở rất là hay dùng. cắt katsu.

ở đâu đó đúng không cư trong chữ cư trú cư trú đúng không nào đọc là kiệu hay từ vựng Rồi, có từ vựng sau đây từ này rất là quen nếu mà bạn nào ở bên nhật thì sẽ nhìn thấy được đó. rất là nhiều lần rồi đó chính là chữ izakaya izakaya là những quán rượu ở bên nhật ạ izakaya như thế nào tiếp theo hay kyoju kyoju suru tức là cư trú nhé kyoju suru tiếp theo shibai Xì bay tức là những vở kịch màn kịch hay là trò hề được chưa nào hay hay vẫn vào hay từ này các bạn đọc đi ca đề đúng rồi ca đề -si là bạn trai tiếp theo đô kiệu đô kiệu sử dụng đúng không tức là sống chung sống cùng thì người ta hay dùng từ này đúng không sống cùng sống chung cùng với bạn trai được chưa hay tiếp theo cái chữ này ngay Ima, đúng rồi. ý à có nghĩa là phòng khách. ý mạ à phòng khách. hay nhưng mà bây giờ cái từ này thì thường thì các ông bà già hay dùng thôi. còn các bạn trẻ thời nay những người trẻ hay là trong xã hội hiện tại thì người ta hay dùng người ta dùng từ living đúng không living tức là phòng khách. được chưa phòng khách. hay, tđbió mình được xem tivi ở phòng khách. tiếp theo, illsu o có nghĩa là gì nhỉ? giả vờ không có nhà, được chưa? giả vờ không có nhà. hãy cẩn nhớ từ này cho mình. trường hợp ví dụ ở bên nhật khi mà chúng ta gây ồn nào chẳng hạn, xong bắt đầu cảnh sát đến cảnh sát bấm chuông gõ cửa chẳng hạn, đúng không? thì chúng ta sẽ dùng câu này. いる所使う。金の警察を聞いたんですけど、いる所使ってあの隠れた。OK okay, chưa? Hay. là gì nhỉ? Hôm qua cảnh sát đến nhưng mà tôi thì nhà tôi chả vờ trốn đi không, tôi trốn thì vờ không có nhà. はい、今日来ようぜ。見て。お k じゃ居酒屋、居酒屋。居住する、居住する。芝居、芝居。彼氏と同居する、彼氏と同居する。今でテレビを見る、今でテレビを見る。 Ừ. 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 Rồi, chúng ta vào phần cuối cùng đó là phân biệt chữ hán được không? Hai, chúng ta ở đây có chúng ta có một từ đó là từ cư trú, cư trú là gì đây? Kiosu nhé, kiosu sư Hai, các bạn chọn đi. Hai, sống. Ừ. OK, xong rồi. Đáp án chúng ta rõ ràng rồi đúng không? Hai, chữ này, cư đây, đan số 2 đúng không? Nhắc lại cái nhớ này đây là gì nhỉ thi là thi ma là con ma đúng không con ma cư trú ở trong nhà cổ được chưa nào ở bên này là gì đây cây già đi rồi sẽ bị héo đúng không cây già đi tức là bị héo và cuối cùng đây là gì đây hay cố định đúng không cố định những bức tường xung quanh thành cổ ai và chúng ta rất là dễ rồi phải không nào ok nếu mà có gì không hiểu thì các bạn nhớ comment nhá hay và hôm nay kết thúc tại đây bye bye và hẹn gặp lại các bạn bye bye. Thank